Đó, cấu hình xe trong ngành nha anh em, nhanh mạnh bền, nhẹ nhàng đơn giản cho anh em thôi. Đó, chở bài chạy lướt. Xin chào anh em đến với độ xe bị.com. Mình đang tiến hành làm cái nồi quay Y125 nha anh em. Xe này còn rất là mới ha. Mình xin nhắc lại cho anh em luôn là cái nồi nữa không bị hết nha anh em. Mà tính chất công việc trong ngành cho nên anh mới làm cái nồi lại cho anh em ha. Đây thì cái chiếc quay Y125 nha anh em. Thì anh này là anh khách cũ mình làm nhiều rồi nha em, từ ẹt tới qua tiếng huy chờ lên ha. Tới quay Y125. Thì mình sẽ làm full cái nồi thái gói tốt nhất cho anh em. Thì cái xe này để đi tuần cho nên mình sẽ làm cái cấu hình đúng trong ngành. Đó, nhanh mạnh bền cho anh em. Thì giống như chiếc ẹt nha anh em. Thì mình vẫn làm mấy bài giống như của anh trong ngành thì làm y chang vậy. Thì đây là chiếc quay 125i. Thì mình tao tiến hành tháo ra để làm nha anh em. Đó. Nồi anh em có thấy không? Nó còn mới keng xà beng à. Không có hư hao gì hết á. Nhưng mà muốn mạnh bốc hơn, bền hơn thì mình sẽ làm thôi. Chứ nếu mà người bình thường chạy thì cái xe này chưa phải làm nha anh em. Quá đẹp, quá mới. Đó, mình xin phép không quay bảng số nha anh em. Cái xe này trong ngành thì mình không quay ha. Rồi giờ bắt đầu tiến hành làm nha anh em. Thì anh em muốn tham khảo cấu hình làm nồi trong ngành như thế nào thì có thể thêm cả theo dõi tiếp clip của mình anh em ha. Xin chào anh em đến với độ xe bị.com. Giờ sư phụ mình đang tiến hành làm cái nồi chiếc quay 125i nha anh em. Đây anh em ha. Xe này xe trong ngành cho nên phải đảm bảo cấu hình là nhanh mạnh bền. Đây sư phụ đang ráp cho nha anh em. Chào anh em. Chào anh em nha. Rồi, chào sư phụ. Rồi, thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái nồi mình làm cho anh chủ xe nha anh em. Thì mình sẽ đi bố sắt Thái Lan nha em ha. Đây, bố sắt Thái Lan mới 100%. Bố zin luôn nha anh em. Đó, bản bố lớn ha, về mặt mịn ha, sắt mịn luôn nha anh em. Không bà bố vô ha. Về phần chuông nồi, mình làm mới là cho chủ xe. Đây anh em coi, mới keng xà beng. Đó. Bố nồi mình sẽ thay mới nha anh em. Đó, ba bố thay mới ha. Mặt nhôm mình giữ nguyên nha anh em. Nhôm này là còn mới mà giữ nguyên. Đó. Lò xo mình sẽ đi lại cho chủ xe lò xo zin nha anh em. Đây ha. 6 cái lò xo zin của quay Y125. Rồi. Bây giờ sư phụ bắt đầu tiến hành ráp nha anh em. Rồi, cứ một lá bố là một lá sắt nha anh em. 4 bố 3 sắt anh em ha. Đó, full hàng Thái Lan đi vô lắp vừa khít luôn nha ha. Quá ngon lành cho chủ xe. Là như nói với anh em là cái xe này là nồi hoàn toàn là không hư nha anh em, nhưng mà chủ xe muốn chạy nhanh mạnh bờ cho nên mình phải mới làm lại anh em ha. Thì xe này trong ngành cho nên mình xin là không có quay biển số cho anh em. Đó, anh em thông cảm với mình ha. Xe này là xe mới nha anh em, mới làm đây chứ không phải là không làm đâu mà không có biển số, tại trong ngành cho mình không quay. Rồi cùng ráp y chang như chiếc MX125 nha anh em. Thì sư phụ sẽ lắp cái nồi bên phía ngoài rồi bắt đầu lắp vào phía trong anh em ha. Để cho nó dễ dàng lắp lại là lắp nó sẽ chính xác hơn. Thì anh em ở nhà làm nồi thì có thể làm tương tự nha anh em. Rồi mình tiến hành thay cái lọc gió cho anh chủ xe nha anh em. Anh em thấy cái lọc gió còn mới mà sao thay không? Tại vì đã bị tẩm dầu nha anh em ha. Đó, dầu tại anh tẩm ướt quá nhiều rồi. Đây anh em, đó mình rời cho anh em coi ha. Đó, ướt tay mình luôn. Này anh em không tốt nha anh em. Anh em cứ để lọc gió zin, lọc gió zin nó sẽ pha một lượng dầu vừa đủ nha anh em. Còn cái lượng dầu này mình tự pha vô nó sẽ nở lọc gió mình ra, không có tốt cho mình ha. Nên mình thay đúng lọc gió zin lại cho chiếc quay 125i nha anh em. Đây ha. Rồi mình sẽ vệ sinh lại cái buri rồi sư phụ đã chỉnh nồi nha em. Rồi bắt vô mình sẽ test nhẹ xe nha em ha. Đây, sư phụ đang tiến hành bắt lọc gió nha em. Đó. Rồi chút nữa sư phụ sẽ vệ sinh cái buri cho chủ xe luôn và mình tiến hành test xe nha em ha. Xe này là chiếc quay 125i nha em. Đây ha. Đây. Này là xe của xe Thái Lan, nó giống như chiếc Pilot của mình đó nha em. Rồi sư phụ giờ bắt đầu tiến hành test nhẹ cái nồi nha anh em. Test nhẹ nồi thôi. Chào anh em nha. Rồi, chào sư phụ. Nồi của quay 125i nha anh em. Rồi, bao nhẹ nhàng ngon là canh đào cho anh em ha. Nồi quay 125i. Đó, cấu hình xe trong ngành nha anh em, nhanh mạnh bền. Nhẹ nhàng đơn giản cho anh em thôi. Đó, chở bài chạy lướt cho anh em. Rồi, giờ mình giao xe anh em ha. Đây chiếc quay 125i. Xong xuôi nha anh em. Rồi anh em cứ muốn làm nồi thì tới ngay tiệm mình ha, ngay độ xe Việt Nam nha anh em. 462 xẹt 15 382.